Xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Năm cũ đang qua, năm mới đang đến. Tammy xin chúc các bạn và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, ngập tràn hạnh phúc, luôn may mắn, vui vẻ và năm mới bình an sung túc. Và cũng nhân dịp xuân về, Tammy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình, luôn xem những video của mình. Thật lòng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay trong video này, Tammy xin giới thiệu với các bạn vườn rau đằng sau nhà của mình đang mùa bây giờ, đang mùa Tết nè. Mà đặc biệt á, nói đến Tết á, là phải có hoa mai, hoa đào đúng không các bạn? Thì đằng trước sân nhà của Tammy có trồng cây mai, có trồng cây đào luôn. Nở hoa rồi, nên hôm nay mình cũng quay phim, mình chụp hình hoa mai, hoa đào để gửi tặng các bạn nha. Trước tiên á, thì xin mời các bạn cùng ra vườn rau đằng sau nhà của mình nha. Bây giờ mình thu hoạch trái này luôn. Ấy, đó, các cái bụp đứt liền. Mà đó, gai không à. Nghe xem mình phủi nè. Đó. Trái bí cho vào trong đây. Thu hoạch, mình thu hoạch quá chừng luôn nè. Nãy giờ là thu hoạch mấy trái này hết rồi. Bây giờ đến trái này. Mà mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trái rồi. Thu hoạch bí nhiều như vậy nè. Nhìn giống như là mang ra chợ đi bán bí vậy ha. Đó, quá chừng luôn. Đây, mại vô, ai mua bí không? Bí tròn này á, là bí thơm. Mình gọi là bí thơm chứ không biết là bí gì nữa. Mà khi nấu lên nó rất là thơm. Bí dài á, thì không có thơm bằng. Bí dài thường á, ở nhà á, mình mang đi luộc, luộc chấm với dao ngon lắm nha. Có khi á, thì mình mang đi mình nấu xăm bí đao nữa. Còn bí tròn á, thường là mình nấu canh. Canh bí á, có lúc mình nấu với tôm, có lúc mình nấu với xương heo, hay là có lúc mình nấu với sườn non. Ngon lắm, mà thơm lắm nha. Đó, hôm nay thu hoạch nguyên một thùng bí luôn. Đó, quá chừng luôn. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái bí. Mang ra chợ là một cái sạp bán bí là được rồi. Xong rồi hái thêm một vài loại rau nữa là thành cái quầy rau rồi. Thành cái bà bán rau rồi ha. Trái dâu tây chín quá rồi. Chín đỏ luôn rồi.
phải hái vô thôi. Hái vô đi. Chín mềm rồi đó. Đây. Trái này chín không? Trái này cũng chín luôn rồi, hái luôn trái này luôn cho rồi. Rồi đây nữa nè, quá chừng trái nhỏ nhỏ luôn, còn nhiều lắm. Ba trái này là chín, quá chừng chín rồi nè. Bây giờ mình mang đi rửa sơ một xíu đã nha. Nãy giờ là đi hái bí nguyên một thùng, tính mang ra chợ bán rồi đó, mà chưa có đi ra chợ bán bí được. Là đi qua bụi dâu tây thì thấy dâu tây chín quá rồi, cho nên hái dâu tây quay lại đây nhìn thì thấy cái thùng bí vẫn còn nằm đây. Nãy giờ mình chưa có dọn dẹp, chưa có khiêng vô trong nhà nữa, vẫn còn đây mấy trái bí nằm y chang đây nè, chưa nhúc nhích gì luôn á. Rồi mình mới đi rửa sơ mấy trái dâu thì sẵn chín hết rồi, chín mềm lắm rồi, cho nên là thôi ăn luôn cho rồi đi ha. Dâu tây của con trai mình trồng các bạn. Ngọt, ngọt quá chừng luôn. Nếu mà nhà mình có nhiều đất á, mình trồng dâu tây thật là nhiều á, thì mình có thể thu hoạch dâu tây mang đi bán chung với bí là được rồi ha, và thành một cái sạp vừa bán rau vừa bán trái cây luôn. Rồi ớt nữa, cây ớt nhà mình cũng bao la luôn, hái ớt mang bán luôn. Rồi chanh cũng bao la luôn, cũng mang ra bán chanh, là vừa có chanh vừa có ớt, có dâu, có bí, rau quế nữa, rồi rau cải nữa, rồi cà chua nữa. Mang ra làm một cái sạp bán trái cây thôi, bán rau là được rồi đó. Đây. Đó. Nguyên một trái dâu. Dâu ở nhà trồng. Organic nha, ở nhà trồng là organic đó. Cây tắc nhà mình quá chừng trái luôn. Nhiều trái lắm. Tắc mình thu hoạch vào á, mình làm mứt tắc dẻo. Ngày Tết làm mứt tắc dẻo là đúng luôn rồi ha. Mứt tắc dẻo rất là dễ tắc ha. Mình rửa sạch rồi mình thái mỏng, mình cắt làm đôi đó. Ví dụ nha, đây tắc ha, thơm quá, mình thích mùi tắc lắm, mùi tắc thơm ơi là thơm đó. Tắc vậy ha, mình thu hoạch xong gì cái mình rửa sạch nha, cái mình cắt làm đôi, xong cái mình thái mỏng 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 mỏng, rồi mình lấy ít phần ruột thôi, tại vì có nhiều nước quá thì khi mà mình xên mứt á sẽ lâu ơi là lâu luôn. Xong rồi mình trộn với đường, rồi mình thái gừng nữa, mình cho gừng thái mỏng vào, rồi mình ướp đường khoảng chừng nửa tiếng, xong rồi mình mang lên mình đi xên.
Xên xong rồi hả, kẹo lại á, là mình có mứt tắc. Mà mứt tắc ngày Tết đó là ngon hết ý luôn. Nhiều tắc lắm. Nhà mình quá chừng tắc luôn. Nè, trái này xanh nè. Tắc nhà mình là quanh năm luôn á các bạn. Mứt tắc á, nhà mình cũng quanh năm luôn. Vì nhiều tắc quá đó. Cái không cần đến Tết đâu. Ngày thường thôi mình cũng làm mứt tắc nữa, tại vì nhiều quá đó. Như trái này nè là của mùa trước nè, khô queo hết rồi nè, nhiều quá không thu hoạch kịp á hả, rụng đầy dưới này luôn nè, đó rụng đầy luôn, quá chịu tắc luôn. Giờ để mình ra sân đằng trước, mình giới thiệu với các bạn cây đào với cây mai nhà mình nha. Đào với mai nhà mình nở rồi. Bây giờ mình ra sân trước nha. Cây đào ở đằng trước sân nhà mình nè các bạn. Mỗi một cành có rất nhiều nụ. Mà các bạn thấy là những cái nụ này bây giờ búp búp rồi nha. Nở hoa rồi đó. Có nụ thì vẫn còn búp, có nụ thì đã nở hoa rồi. Mà hoa đào nở lẹ lắm nha các bạn. Buổi sáng nhìn thấy khác ha, buổi chiều là nhìn thấy khác liền á. Đó, cái hoa này nở rồi nè, nhìn đẹp quá. Nhà mình á có đến hai cây đào lận các bạn. Một cây mình trồng ở đằng trước sân, một cây mình trồng ở đằng sau, chung với vườn rau đằng sau nhà của mình á. Mà các bạn biết không, khi mà mình đi mua cây đào này á, có một câu chuyện rất là vui. Lúc mà mình mua á thì người bán á họ hỏi mình á là muốn mua cây đào để trồng hoa đẹp hay là muốn mua cây đào để có trái ngon. Thì lúc đó mình nói mình thích có trái ngon mà mình cũng thích có hoa đẹp luôn. Thì họ mới nói là cây này nè là cây có hoa đẹp. Còn một cây nữa là cây có trái ngon á, là cái cây mà mình trồng ở đằng sau nhà mình á. Thì lúc đó mình nghĩ mình vừa thích trái ngon mà mình thích hoa đẹp nữa. Vậy thôi mình mua hai cây luôn. Cây mà cho hoa đẹp á thì mình trồng ở đằng trước. Còn cây mà có trái ngon á thì mình trồng ở đằng sau. Vậy nha. Mà khi trồng rồi các bạn biết sao không? Cây đằng trước này nè, hoa thì rất là đẹp mà trái á thì cũng rất là ngon luôn. Còn ngược lại nha, cái cây đằng sau mình trồng á, hoa thì đến mùa Tết á leo tèo vài hoa bé xíu xiu xiu à. Mà trái á thì mình trồng bao nhiêu năm nay rồi nha. Cho mình được vài trái mà trái nhỏ xíu xiu xiu à. Nhiều lúc mình nghĩ chắc là người bán hồi đó họ nói lộn hay sao á. Chứ cây này á hoa đẹp mà trái ngon luôn nha. Chẳng bù lại với cây đằng sau. Hoa hả thì leo tèo vài cái mà trái thì cũng bé xíu xiu xiu à. Cứ đến mùa Tết á là hoa đào nhà mình lại nở. Mà hoa đào nở lẹ lắm các bạn ơi. Sáng thấy khác ha, đến chiều là thấy khác hẳn luôn á. Sáng có nhiều khi mình thấy cái nụ còn búp búp ha, đến chiều về là nguyên một cành nở đầy hoa luôn rồi.
hoa đào nhà mình bây giờ là bắt đầu nở rồi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Chừng 1-2 tuần nữa là kín hết một cây luôn. Lúc đó mình sẽ quay video chụp hình giới thiệu với các bạn sau. Nhìn mê lắm các bạn ơi. Năm nào cũng vậy hết á. Đến mùa xuân, mùa Tết đó hả, là hoa đào nở rộ. Nhìn thấy mê lắm. Các bạn biết không, mình ở Mỹ cũng hơn 20 năm rồi. Mà có một thứ mình không quên được ở Việt Nam á, là Tết. Mình nhớ không khí Tết ngày xưa ở Việt Nam quá chừng luôn. Lúc mà mình còn nhỏ, gần đến ngày Tết đó hả, là ngoài chợ đầy hết những cái sạp bán mứt, bán kẹo, bán hộp dưa. Rồi bán pháo, bán bông, bán trái cây. Bây giờ thì ở Việt Nam không còn đốt pháo nữa ha. Ngày xưa lúc mà gần đến đêm 30 Tết á, là nhà nhà gói bánh chưng. Rồi đêm 30 Tết á, thì mình được thức khuya. Mình xem tivi trong nhà ngoài phố, kịch mà có Ngọc Hoàng với ông Táo đó. Rồi sau khi mà hết kịch á, là đến 12 giờ, là đúng giờ giao thừa. Là lúc đó pháo nổ ngợp trời luôn. Ngửi mùi pháo rồi khói mù mịt. Rồi tiếng pháo giòn rôm rã đầy nguyên một xóm luôn. Rồi mùng 1, mùng 2, mùng 3 nhà nào cũng đốt pháo. Nghe rộn rã quá chừng luôn. Ngày Tết ở Việt Nam thì rôm rã như vậy. Còn ngày Tết ở Mỹ đâu có như vậy đâu các bạn. Ngày Tết ở Mỹ á, mình vẫn phải đi làm, con nít vẫn phải đi học. Tại vì ngày Tết nguyên đán á, người Mỹ họ không có celebrate, họ không có chào đón ngày đó. Cho nên ngày Tết Việt Nam ở Mỹ, ở nơi mình ở, yên lặng lắm. Quá chừng nụ không? Nói đến ngày Tết á, thì đặc trưng của ngày Tết á, là mình có bánh chưng, dưa hấu, hoa đào, hoa mai, củ kiệu, dưa món. Đó là những thứ không thể thiếu của ngày Tết đúng không các bạn? Mình là người Việt ở xa xứ, ở nước ngoài, cho nên mình cũng muốn có được một chút xíu gì đó không khí của ngày Tết. Cho dù rằng ở đây á, ở Mỹ á, ngày Tết á, rất là im ắng, không có rộn rã không khí Tết một chút xíu nào hết á. Nhưng mà mình vẫn muốn có một chút gì đó không khí Tết. Cho nên mình trồng hoa đào, hoa mai. Ở Việt Nam á, ngoài miền Bắc á, thì có hoa đào. Trong miền Nam á, thì có hoa mai. Nhà mình á, thì mình làm luôn hai thứ luôn. Mình trồng hoa đào, mình trồng hoa mai luôn. Mà hay ở một chỗ là cứ đến mùa xuân về, cứ đến dịp Tết đến là hoa đào, hoa mai đều nở hết đó các bạn. Giống như là biết được nỗi niềm của người xa xứ là đến mùa Tết đến thì lại nhớ Việt Nam. Cho nên cứ mỗi dịp Tết đến là hoa mai, hoa đào đều nở rộ hết á. Cho dù là ở nước ngoài, nhưng mà đến ngày Tết đến á, thì nhà mình có hoa mai, có hoa đào, có dưa hấu, mình làm bánh chưng,
mình làm củ kiệu, mình làm dưa món. Rồi mình có một nồi thịt kho tàu nữa, để gợi nhớ lại cái không khí Tết của Việt Nam. Cứ mỗi lần Tết đến á, là nhớ Việt Nam lắm các bạn. Muốn được một lần về Việt Nam ăn Tết, nhưng mà không có được. Tại vì mình vẫn phải đi làm, con mình vẫn phải đi học, không được nghỉ để có thể về Việt Nam ăn Tết được. Cho nên cứ hứa hẹn hết năm này đến năm khác, mà chưa biết được là khi nào sẽ về Việt Nam ăn Tết được nữa. Hy vọng là đến một lúc mình sẽ về Việt Nam ăn Tết. Nhớ Tết Việt Nam lắm các bạn ơi. Năm mới, mình chúc các bạn có nhiều hạnh phúc, niềm vui, thành tựu mới. Chúc các bạn một năm tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký, thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên, thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc. Happy New Year! Chúc mừng năm mới mọi người nha!